Chúng tôi chưa từng có bi kịch nào đáng sợ như thế ở Kitbuhen, thị trưởng Lord Quinler nói với báo Anchorvale. Tại buổi họp báo sáng nay, giới chức địa phương cho biết, giới trẻ 25 tuổi đầu thú cảnh sát, bảo rằng tôi vừa giết 5 người. Vụ giết người khiến thị trấn 8.000 dân sốc nặng.